ở vòng 8 V-League chưa có một trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa mà không có bàn thắng. Võ Huy Toàn, vẫn đang là Huy Toàn, rất nhanh thôi, dứt điểm, bóng vừa rơi cột dọc, vẫn đang là cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Đường đưa bóng vào quá nhẹ của Bùi Văn Đức. Đó là pha dứt điểm của Lâm Tị Phương. Phút thứ 13 của trận đấu này, Thành phố Hồ Chí Minh đã có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhịp khống chế của Lâm Tị Phương tưởng chừng như đã hỏng, nhưng cú lắc người rất nhanh của cầu thủ áo số 17. Và sau đó là một pha ra chân rất nhanh của Lâm Tị Phương đã đưa trái bóng dội chung cột dọc. Và sông Lam Nghệ An, cơ hội đáng chú ý nhất đó là pha dứt điểm của Lâm Tị Phương đưa bóng đi trước cột dọc ở phút thứ 13. Rất nguy hiểm, đó là pha băng giá bắt bóng không chính xác của thủ thành Thanh Thắng. Giải nguy nhưng anh đã bị đau. Một pha bóng dũng cảm của Trọng Long. Và đá phạt tầm thấp rất nguy hiểm. Người băng vào đánh đầu đó là Lâm Tị Phương. Đó là một pha dàn xếp đá phạt có ý đồ của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này hàng phòng ngự của sông Lam Nghệ An vẫn đang đứng vững. Lê Nguyễn, một pha bắt bóng chính xác của Văn Hoàng. Rất nhanh, đó là pha lên bóng của Hồ Tuấn Tài. Lý Nguyễn, một pha chuyển trả thái rất nhanh của Lý Nguyễn, cắt mặt, đã có lỗi việt vị của Võ Huy Toàn. Một pha phối hợp ở tốc độ cao, ít chạm và rất có nét của Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng tiếc là Võ Huy Toàn đã băng xuống hơi sớm. Một lỗi việt vị quá rõ ràng của Võ Huy Toàn. Cơ hội dành cho sông Lam Nghệ An. Và tung móc có lẽ của Phạm Văn Đức. Peter Samuel, một pha đánh đầu trượt của Bruno Henrique và sau đó là Phạm Văn Đức tung người móc bóng. Cùng xem lại tình huống đánh đầu hụt của Bruno Henrique và sau đó một pha tung móc trong vùng 16m50 của Phạm Văn Đức. Bóng đã đi quá thiếu chính xác. Chẳng phải lý do tuổi tác mà đó là tại England Revolution, Lê Nguyễn chơi rất tự do và nhận được rất nhiều bóng từ những cầu thủ chất lượng. Đánh đầu, đó là tình huống đáng chú ý đầu tiên của Hồ Tuấn Tài trong trận đấu ngày hôm nay. Đường tạt bóng tương đối tốt của Bùi Văn Đức. Bóng đi cao hơn so với sàng ngang khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Đã đi không có gì là nguy hiểm. Và đánh đầu ngược của Peter Samuel. Và người tiếp ứng vừa rồi đó là Nguyễn Văn Việt. Vẫn đang là cầu thủ sông Lam Nghệ An. Đánh đầu, một pha đánh đầu ngược của Bruno Henrique. Và rõ ràng là Đình Cương đã không hài lòng với các cái cách mà các đồng đội của mình phòng ngự. Lam Nghệ An dựa rất nhiều vào khả năng tì đè và đánh đầu của Bruno Henrique, cùng với đó là những pha chơi bóng thông minh và lắt léo của Phạm Văn Đức. Đó là những miếng đánh chủ yếu của đội bóng xứ Nghệ. Rất nguy hiểm. Một pha đánh đầu ngược nhưng rất may bóng đã đi vào sàng ngang. Đường chuyền của Trọng Long. Junior Barros dứt điểm. Tỷ số đã được mở dành cho Thành phố Hồ Chí Minh và người ghi bàn đó là Junior Barros. Đây là niềm vui của huấn luyện viên Alexandre Poking. Sự thay đổi người của ông đã phát huy hiệu quả và đây là bàn thắng đầu tiên của Junior Barros cho đội bóng mới của mình. Nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Cuối cùng thì Junior Barros cùng với Daro Junior và Sao Paulo cũng đã đem lại hiệu quả. Anh đã chạy ra ăn mừng với người thầy của mình. 1-0 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh ở phút thứ 54. Ở mùa giải năm nay thì Daro Junior và Junior Barros đều đã lập công. Chỉ còn lại một mình Sao Paulo mà thôi.
thật là hiểu được cho sự vui mừng của Junior Barros. Họ đã gặp phải rất nhiều sức ép, mang rất nhiều kỳ vọng trên lưng. Một đường chuyền bóng rất tốt của Trọng Long. Một pha di chuyển chéo cũng rất thông minh của Junior Barros. Bóng đi không quá căng nhưng rất hiểm. Và dứt điểm rất cơ bản của Junior Barros. Cố gắng gia tăng cách biệt. Đôi! Lại là Dario Junior, không phải, đó là Barros. Lý Nguyễn đã tạo ra một sự bất ngờ rất lớn lên hàng thủ của Sông Lam Nghệ An. Chúng ta cùng xem lại pha dàn xếp đầy bất ngờ. Một pha sục bóng rất kỹ thuật của Lê Nguyễn. Và rõ ràng là Junior Barros không việt vị. Trong tình huống này thì Văn Hoàng đã chơi rất dũng cảm và anh đã bị đau tung vào sân. Có lẽ anh thay thế cho Trọng Long. Cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An. Đưa bóng ra, dứt điểm, cứu vào. Đó là pha dứt điểm của Igor Selic. Linh thắng cũng được thủ của Quảng Nam. Một sai lầm của Thanh Thắng. Dứt điểm. Bóng đã đi ra má lưới và đã chạm chân một cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là pha dứt điểm của Bruno Henrique. Thêm một pha băng ra bắt bóng không thực sự an toàn của Thanh Thắng. Rất may người cứu thua vừa rồi đó là Lê Nguyễn. Động tác giả không thành công của Lê Nguyễn. Người cắt được bóng là Igor Selic. Sút ra hơi vội vàng. Một pha lấy bóng đầy sức mạnh của Trần Thanh Bình. Nhưng sau đó cầu thủ áo số 8 lại tung ra một tình huống dứt điểm hơi vội. Anh đứng dậy và ngay lập tức tung ra một cú sút. Bóng không vượt qua được hàng rào. Tung Quốc. Giapaolo. Chuyền bóng đi. Daro Junior. Ngô Tùng Quốc. Dứt điểm. 2-0. Lần này thì Ngô Tùng Quốc đã thành công. 2-0 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Người kiến tạo là Daro Junior. Một pha chuyền bóng có thể nói là cực kỳ đẳng cấp của Daro Junior dành cho Ngô Tùng Quốc. Chúng ta cùng chờ đợi lại tình huống quay chậm để xem lại hết vẻ đẹp của bàn thắng này. Một bộ mặt rất thất vọng của huấn luyện viên Ngô Quang Trường. Một pha chuyền bóng rất hay của Daro Junior. Khống chế bằng ngực thành công. Và sau đó là một pha dứt điểm bằng chân trái. Đưa bóng về phía góc xa. Đó là một pha xử lý của một hậu vệ. Và Ngô Tùng Quốc đã nâng tỷ số lên 2-0. Trong tình huống này có những tiền đạo còn làm không tốt bằng Ngô Tùng Quốc. Nhưng sau khi bỏ lỡ cơ hội 10-10 cách đây khoảng hơn 15 phút thì Ngô Tùng Quốc đã nâng tỷ số lên 2-0 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyền cho Daro Junior. Và cầu thủ mang áo số 99 đã có một pha chuyền bóng đầy nhạy cảm cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Thôi dành cho Tùng Quốc. Cơ vào. Liên tiếp là những cơ hội dành cho Tùng Quốc. Có lẽ việc hậu vệ mang số 2 thường xuyên dâng cao đã khiến cho hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An phải cảm thấy bất ngờ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một đường chuyền lác mắt của Giapaolo vặn sườn đối với Mai Sĩ Hoàng, đối với Thái Bá Sang. Có vẻ như Ngô Tùng Quốc định lựa chọn dứt điểm qua hai chân của thủ môn Văn Hoàng nhưng đã không thành công. Trọng tài cho các cầu thủ chủ nhà đường phép lợi thế. Daro Junior. Daro Junior. Junior. Barros. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Bóng đã chạm tay của Xuân Mạnh. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn đến quả phạt đền dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Barros dứt điểm trúng tay của Phạm Xuân Mạnh. Phạt đền dành cho Thành phố Hồ Chí Minh là hoàn toàn chính xác. Phút thứ 89 và Thành phố Hồ Chí Minh đang được trước cơ hội rất lớn để có bàn thắng thứ ba. Lý Nguyễn đối mặt với Văn Hoàng. Rất chính xác, 3-0 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Và Lê Nguyễn đã có bàn thắng thứ hai cho riêng mình ở mùa giải năm nay. Tất cả đều đến trên chấm phạt đền. Bàn thắng Lê Nguyễn ghi được đầu tiên ở mùa giải này cũng trên chấm phạt đền. Đó là bàn thắng vào lưới câu lạc bộ Sài Gòn. Một chiến thắng có thể nói là mang đậm dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Phương Kinh, đặc biệt là trong hiệp 2. Sau khi chứng kiến bàn thua thứ 3 vừa rồi thì các cổ động viên của Sông Lam đã ra về. Lê Nguyễn đã đánh lừa được Văn Hoàng. Một pha dứt điểm quyết đoán của đội trưởng bên phía Thành phố Hồ Chí Minh.